Trên đấy đấy, trên chỗ đấy đó, từ đấy lên đó. Đấy, 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 phải 6.000, nếu mà 5.000 tao lấy là bán cả lá già cơ. Già, già một tí nữa cơ, tao mới bán. Còn non này phải... Con đi làm à? Con đi làm. Chiều à? Nhìn bảo ô bà ơi, cái này thiếu phân thì bà bón phân vào, bón ngay. Ăn cơm xong thì lấy được ba chồng về bón. Cái này cái tuyết ở bên kia nó lại dặn lấy rồi, nó làm nhà hàng. Đấy là nước cháu. Thấy nó ảnh hưởng đấy. Thế thì thứ ba bán cho cháu nha. Ừ. Ờ, thứ ba đi. Thứ ba nha. Ừ. Đi về cơm đi bà ơi. Ừ. Mì lu. Này, nhà bà luộc. Đó luộc.
có muốn khoai bé về cho gà còn không dối mà là xíu cứ lạc về ấy. Một quả nữa kéo một tiết nữa. Tám cân được. Này được rồi. Đấy làm chứ cho mình đâu. Không có đỗ đâu. Máy ra đỗ im thích không có một hạt cây đỗ một đỗ nào. Bây giờ rửa hết đợt đấy. Bây giờ mấy đầu mùa rồi. Không phải đâu, hết đợt đấy. Cuối đỗ rồi đấy. Bây giờ cuối đỗ rồi không có rồi. Thứ ba đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ nghỉ Tết.
Hiện đi học về rồi à? À. Ai đấy? Làm bún. Ơ bé Hoa theo chị à? Tìm thứ ba tìm thấy không? Không thấy á. Thì nó bấy vào tay gì? Ừ. Bấy vào tay thì chết. Đau lắm. Nấm về nấu ăn. Nấm đâu? Đây, về đi. Đâu nấm đâu? Đâu ngoài đâu? Đâu ngoài à? Đang làm bún. Đang nấu bún á. Nấm ở đâu? Đi ăn bún bắt mấy á? Ôi khó. Về đó, con bảo về đó. Ông về đó. Ông về bảo. Nhìn lên.
chứ cả mấy. Đây, quấn một cái gấp, tay bên này gấp, gấp sang đây, xem mà quấn. Đây, đây, ngon đấy. Nhìn bác nhá, nhìn bác nhá, kiểu này cái này. Cả tay này cũng phải, cũng phải tay này cũng phải làm hộ chứ. Dưới. Làm bên này. À nhà cô cầm đũa khu em con vạ xe khu em con vô tả con lại này nhá. Ngon nhỉ.
ngon nha. Đó. Ngon lại làm nhé. Ăn xong mai kia lại làm nhé.